Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang trong ca trực, nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, Trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên Thượng úy và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.